Kính thưa quý vị, Trung Quốc cấm nhập khẩu sữa bột của Tân Tây Lan do sự lo sợ mới về ngộ độc, tin từ Auckland. Bộ trưởng Thương mại Tân Tây Lan Tim Grosser ngày hôm nay cho biết là Trung Quốc đã ngưng nhập khẩu tất cả sữa bột của nước này sau khi vi khuẩn có thể gây ra ngộ độc được tìm thấy trong một số sản phẩm sữa. Tập đoàn sản xuất sữa toàn cầu Fonterra cho biết là hôm thứ Bảy đã bán chất bột protein sữa bị ô nhiễm được làm ở Tân Tây Lan đến 8 khách hàng ở Úc, Trung Quốc, Mã Lai, Việt Nam, Thái Lan và Ả Rập Saudi để sử dụng trong một loạt các sản phẩm bao gồm sữa bột cho trẻ em. Tại một cuộc họp báo ở Auckland hôm nay, công ty Fonterra cho biết là họ sản xuất 2.5 triệu tấn sản phẩm một năm và tìm thấy 38 tấn sản phẩm bị ô nhiễm trong tháng 5 năm 2012. Các kiểm tra vào thời điểm đó đã không cho thấy không có gì nguy hiểm nên đã được bán cho 8 khách hàng. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin là các thử nghiệm thực hiện vào tháng 3 năm nay trên một mẫu lấy từ cùng một lô hàng cho thấy là mức độ cao của một loại vi khuẩn thường là vô hại. Các thử nghiệm thêm ở trên sản phẩm này đã được phát hiện là vi khuẩn Clostridium botulinum. Hầu hết các sản phẩm sữa nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Tân Tây Lan. Đây là vụ ô nhiễm sữa thứ hai liên quan đến công ty lớn nhất của Tân Tây Lan trong năm nay. Vào tháng Giêng thì Fonterra cho biết họ đã tìm thấy dấu vết của dicyandiamide, một hóa chất có khả năng gây độc hại được sử dụng trong phân bón, trong một số sản phẩm của mình. Thông báo này được đưa ra khi Fonterra đang có kế hoạch khởi động thương hiệu sữa bột riêng của mình ở Trung Quốc, 5 năm sau khi có liên quan trong vụ sữa bột bị nhiễm chất melamine gây thiệt hại ít nhất 6 trẻ em, làm cho hàng ngàn trẻ em khác bị bệnh. Một số công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất của Trung Quốc là khách hàng của Fonterra sử dụng sữa bột của họ như là một thành phần trong tất cả mọi thứ, từ bánh kẹo đến format trên bánh pizza đông lạnh.